Xin chào các bạn nhé, hôm nay thì mình xin được giúp các bạn làm một chiếc giá để màu hàn như thế này. Nhìn cũng khá là bắt mắt đấy. Đây, chấm nhựa thông này, chùi đầu này. Đấy, khá là tiện luôn. Bình thường để này thì rất dễ bị rơi hoặc là sun với cái này này. Cái mặt dưới này của mình ấy, cái mặt dưới của cái tấm cắt này này. Bây giờ bị nó sun sạch rồi, rất là cay. Đây có này, đấy, để cái này nó dày sun luôn. Nhìn cũng khá là tiện nữa. Bây giờ thì mình xin được giúp các bạn làm nhé. Đầu tiên anh em có chuẩn bị với mình một đoạn thép ly. Ở đây mình không biết nên nó sẽ dùng tầm bao nhiêu nhỉ. Ở đây mình cái đoạn này của mình nó tầm hơn 1 mét này. Ra cái này nó chỉ hơn cái này đúng 1 mm thôi nhá. Loại nhôm này. Nó rất là nhỏ thôi. Tiếp theo là cái đoạn ống 34. Rất là nhỏ. Mình đo đã. Đoạn này 3 phân này, 3 phân này. Và cái nắp bịt 34. Cái này mình nhận được trong cái thùng đồ của mình nó bị thủng một lỗ, đang làm tí mình sẽ khoét to ra nữa nhá. Đây, một cái ít bùn nhùi sắt này để cái cọ nồi ạ. Cái đồ ăn trộm nên nó chỉ được ít này thôi. Vừa cắt ở cái mấy cái ấy rửa bát của mẹ ra đấy. Cuối cùng một cái tấm gỗ để chúng ta sẽ giữ vững cho cái đế chúng ta đứng im nhá. Cái tấm này mình nhặt được ở cái trong đống đồ mình nữa, nói chung là toàn đồ linh tinh. Tất nhiên này nhặt cái tấm gỗ này. Bảo biết đây đầy đánh lý giáp giết sẵn rồi. Nhìn khá là hay nên lấy luôn để làm. Về phần nhựa thông linh tinh ấy, thì mình sẽ dán luôn cái này vào đây này để chúng ta sẽ chấm luôn nhá. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái vỏ của sạc dự phòng này, mình quấn để mình đo xem cái này là tầm hơn 2 phân. Mình sẽ quấn quanh cái mình quấn sẽ quấn cái dây thép ly này xung quanh cái này nhé, để chúng ta sẽ cho cái mỏ hàn vào. Ở được một đoạn dài tầm bằng cái mỏ hàn là chúng ta làm được nhá, tầm hơn. Tí nữa nếu mà nó dài cả thì mình chúng ta sẽ dí vào, bởi cái này nó dạng cái lò xo thôi. Thì về cái phần đằng sau này anh em sẽ cuốn nhỏ dần nhé, bây cùng với bóp nhỏ dần thôi. Người căn chỉnh như chả biết cho thêm cái gì vào để cho nó cuốn hình cái tháp á, cái này to xong nó nhỏ dần lên trên nhá. Đã gập đôi cái thanh sắt này vào được cái đoạn dài tầm 15 cm như này nhá. Bây giờ thì mình sẽ buộc vào đây. Đây mình đan này, mình đan đan cứ đan chéo chéo nhau này này. Đấy, cứ mấy cái mình chém một phát. Anh em nhìn nhá. Đây cho vào đây xong xong chém một phát này. Đấy. Rất chắc chắn nhá. Bây giờ mình lấy kim mình bẻ cái này vào. Thì bởi vì cái mỏ hàn của mình nó cũng khá là nhẹ nên là chúng ta không cần cái độ chắc chắn cao quá. Bây giờ thì mình sẽ khoan một lỗ ở đâu đây đằng này. Đây cho CC này. Chờ tí được là cái lực của nó sẽ đẩy về đây nhá, nó sẽ không bị đổ. Đây chiếc khoan tay này nó hơi khó khăn nhỉ. Mình sẽ lấy con ốc này nhá, mũ cũng khá là to để mình bít cái sắt này vào kia. Đây. Bây giờ mình được như này rồi, mình chỉ
làm thêm cái phần nhựa thông và cái phần lau cái đầu mỏ hàn này là đã nữa xong nhá. Với cái lắp mịt 34 này, bên mình sẽ quét thêm nha. Rồi, vậy là khá là tròn rồi. Đoạn này tầm 3 phân nhé, 3 phân hơn 3 phân. Đấy, tí mình dí cả này. Thế mình sẽ cho cái bùi nhồi sắt này vào. Các bạn mua mới nó có 2.000 một cái, rất là to luôn. Đây mình cắt được ở cái rửa cái cọ nồi nhà mình ra. Đồ tờ rộn thôi. Đấy. Cái chọc khi hàn xong cái chọc 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 ở đây cho nó sạch để mà hàn nó bám bẩn cái kiểu nhá. Mình nghĩ là nên cắt xuống tầm 2 phân thôi để cho cái này này, cái bùi nhùi này nó sẽ chạm vào cái tấm gỗ kia. Bây mình sẽ cắt ngắn bớt bớt cái ống này đi nhá. Take a moment right here, feeling like it's out here. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run, dangerous, but it's so fun. Running, running, no. Hold on, don't let go. Đó, vừa đậy cái này vào là được. Đậu hơi khó nhỉ, tại cái này nó cứ chèn ở cái van này, mình không muốn cái nắp bịt này nó bị chịt vào cái đấy. Ok, đành phải vậy. Rồi, nhúp nhúp lên này, nhúp nhúp lên tí lúc mà chọc cho nó bung bung một tí, chứ chặt quá thì nó cũng không được, nó không hay. Đó thì tí cái gì mình vẫn phải bỏ ra để mình sơn qua đã. Rồi bây giờ lấy cái nến dán vào đây là xong nhá. Thật sự thì cái khô nó sơn này nó chưa khô hẳn đâu, nhưng mà thôi thì mình máu quá mình chiến luôn. Góc này. Đó. Đây, về thanh sắt này thì nó khô hoàn toàn rồi. Chỉ ở đây cái này chưa khô này, quên mất. Hay thế, tay mình dính sơn rồi. Thật sự là không chịu được nên là mình máu luôn này. Bây giờ thì nó cũng chả cần đợi sơn khô làm gì cả, bên mình vẫn dùng được nhá. Mỏ hàn vẫn cho vào đây được. Đó. Trong này thì mình thiếc, mình đã biết lắp chỗ nào trong cái đống này đấy, thôi thiếc cầm và dí cho nhanh nhá. Bây đợi cái này nó lâu khô quá phải hấp hối làm video nên là thôi quay luôn. Ở đây với cái này thì ở ngoài nó khô, nó chỉ ướt một tí trên này bởi vì mình vừa phun đậm quá. Đó, bây giờ dí cái quy nhùi này vào được. Rồi, phải xong rồi. Thì anh em có gì thông cảm cho mình nhá, bởi vì mình nóng không chịu được nên là mình phải chưa sơn chưa khô mình đã chiến thôi. Còn khô xong thì nó sẽ không bị bóng cái này nữa, nó sẽ đều đều như này này. Đấy. Nói chung anh em thông cảm cho mình nhá.
Sắp vội đi có việc này, không quay luôn được. Cầm đi chỉnh luôn. Rồi bây giờ test thôi. Quá ngon. Đấy, bình thường thì để đây thôi thì có khi sun mất cái bàn hay cái thảm nhá. Đấy, bây giờ có cái cho vào này. Điện chưa? Đấy, khi chấm xong thì đầu mỏ hàn nó thường bị bẩn hay dính tiết linh tinh thì anh em sẽ cho vào đây. Sạch luôn. Chấm nhựa thông rồi cho vào thì nó sẽ sạch hơn nhá. Thực sự thì cái bọt biển nó vẫn hay hơn nhưng mà thôi thì không có bọt biển. Cái bọt biển khó kiếm, cái này rất là dễ kiếm này. Bọt biển phải đặt trên mạng. Đấy. Đã xong nhá. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích thì đừng quên nút like và đăng ký để ủng hộ cho mình và nhận thông báo từ các video mình nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.